Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Nga có thể triển khai các bước đi mới để đảm bảo an ninh của mình nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục có hành động khiêu khích. Đây là cảnh báo mới nhất từ phía Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên không ngừng leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine. Và thậm chí cảnh báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga đề xuất dự thảo 8 điểm nhằm giảm căng thẳng. Tuy nhiên, phương Tây đã bác bỏ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng việc NATO triển khai quân đội gần Nga ở khu vực Baltic và Biển Đen đã thách thức lợi ích an ninh cốt lõi của Nga, đồng thời nhấn mạnh không ai nên đánh giá thấp quyết tâm của Moscow trong việc bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia mình. Điều quan trọng là phải có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề an ninh. Thực tế là việc NATO tăng cường triển khai cơ sở hạ tầng đang diễn ra và điều này phải chấm dứt. NATO phải rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh sau năm 1997. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Nga gửi tới các nước phương Tây dự thảo hiệp ước 8 điểm nhằm giảm căng thẳng ở châu Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine. Đáng chú ý trong đó có yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên của Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ trước đây, cũng như không tiến hành các hoạt động quân sự ở Trung và Đông Âu, những yêu cầu mà ngay lập tức đã bị Mỹ và đồng minh bác bỏ. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây không ngừng leo thang trong những tuần gần đây. Phương Tây cáo buộc Nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine, bất chấp việc Nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ và muốn có sự đảm bảo pháp lý nhằm loại trừ việc NATO mở rộng và triển khai vũ khí tới khu vực. Tổng thư ký NATO mới đây nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào với phía Nga cũng đều phải tính đến những mối quan tâm của NATO, của Ukraine và của các đối tác khác. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết đang thảo luận về đề xuất với các đồng minh và các đối tác, nhưng lưu ý rằng tất cả các quốc gia đều có quyền xác định tương lai của mình mà không có sự can thiệp bên ngoài. Chúng tôi đã đối thoại với Nga về các vấn đề an ninh châu Âu trong 20 năm qua, dù có lúc đạt tiến bộ, có lúc rơi vào bế tắc, song về cơ bản chúng tôi đã chuẩn bị cho đối thoại. Nga đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với các hoạt động của Mỹ và NATO. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra quan ngại của mình đối với những hành động đang gây tổn hại đến lợi ích và các giá trị của chúng tôi. Đây là cơ sở có đi có lại mà bất kỳ hình thức đối thoại nào cũng phải hướng đến. Quan hệ Nga-NATO đã rơi xuống mức thấp khi Nga chấm dứt hoàn toàn các hợp tác về dân sự và quân sự với NATO. Dư luận lo ngại bất kỳ diễn biến nào xấu hơn nữa trong quan hệ hai bên đều có thể gây ra những tác động tiêu cực tới an ninh, ổn định của khu vực và thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã công bố báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 được bào chế theo các công nghệ khác nhau, gần như ngang bằng với hiệu quả của việc tiêm chủng cùng một loại vaccine. Đánh giá của WHO được đưa ra sau khi tiến hành tổng hợp một số nghiên cứu so sánh việc tiêm kết hợp vaccine. Cụ thể, hiệu quả của việc tiêm hai mũi vaccine kết hợp vaccine sử dụng công nghệ nghiên cứu vector và công nghệ mRNA có thể đạt từ 61-91% miễn dịch, trong khi tiêm vaccine cùng công nghệ mRNA hiệu quả trung bình có thể đạt 69-90%, còn tiêm vaccine cùng nền tảng vector đạt hiệu quả từ 43-89%. Đặc biệt, việc tiêm kết hợp các loại thuốc khác nhau trong việc ngăn các ca nhiễm nhập viện ở một số quốc gia đạt tỷ lệ cao, vượt trên 95%. Bên cạnh đó, WHO cũng dẫn nguồn tham khảo các nghiên cứu được thực hiện ở Anh và Chile, chứng minh việc tiêm liều tăng cường bằng vaccine khác loại với hai liều tiêm chính cũng có hiệu quả cao ngăn ngừa bệnh diễn tiến có triệu chứng. Đánh giá trên được đưa ra sau khi các chuyên gia của WHO đưa ra khuyến cáo có thể sử dụng vaccine sử dụng công nghệ bào chế vector virus để làm mũi tiêm thứ hai hoặc mũi tiêm tăng cường cho mũi tiêm vaccine mRNA trước đó, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt vaccine ở nhiều quốc gia. Một tuần trước lễ Giáng sinh, nhiều nước trên thế giới đã phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tễ nhằm ứng phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Được phát hiện lần đầu tiên cách đây một tháng, biến chủng mới này của virus SARS-CoV-2 được dự báo sẽ nhanh chóng trở thành chủng thống trị toàn cầu từ nay đến giữa tháng 1 năm tới. Hà Lan đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên phải tái phong tỏa toàn quốc trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bắt đầu từ hôm nay nhằm ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Theo đó, mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu cùng với nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, viện bảo tàng đều phải dừng hoạt động, trong khi trường học tiếp tục đóng cửa ít nhất cho tới ngày 9 tháng 11. Hà Lan một lần nữa buộc phải đóng cửa. Điều này là khó tránh khỏi khi chúng ta phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 5 do Omicron. Biến thể này đang lây lan nhanh chóng và chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ để ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Còn tại thủ đô London của Anh, Omicron đã trở thành chủng thống trị. Thị trưởng Sadiq Khan hôm qua bày tỏ vô cùng lo ngại và lần thứ hai trong năm nay phải kích hoạt cơ chế cảnh báo dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải như hồi đầu năm. Chúng tôi vô cùng lo lắng trước sự gia tăng mạnh mẽ của biến thể Omicron. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới đã tăng cao nhất kể từ đầu dịch, với hơn 26.000 ca. Vì vậy, sau khi tham vấn, tôi đã quyết định ra tuyên bố về mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện nay. Điều này có nghĩa là thay vì mạnh ai nấy làm, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp cùng nhau. Tại Pháp, chính quyền thủ đô Paris thông báo hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa và các buổi hòa nhạc đón năm mới trên đại lộ Champs-Élysées. Giống như nhiều nước châu khác, Pháp đang hứng chịu làn sóng mới của đại dịch COVID-19 với số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh cùng với sự lây lan của biến thể Omicron. Không chỉ châu, bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả các châu lục. Tại Mỹ, các nhà hàng ở quận Brooklyn đông dân nhất thành phố New York đã lần lượt phải đóng cửa do sự bùng phát số ca mắc. Người dân New York lo ngại cơn ác mộng năm 2020 trở lại khi thành phố trở thành tâm chấn dịch COVID-19 toàn cầu. Tại Hàn Quốc, từ ngày hôm qua, nước này cũng bắt đầu tái áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong dịp Giáng sinh và năm mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron đã được phát hiện ở 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc liên quan đến biến thể này đang lây lan nhanh gấp đôi cứ sau 1,5 đến 3 ngày tại các khu vực lây nhiễm cộng đồng. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cũng lưu ý rằng Omicron đang lan truyền nhanh chóng ngay cả ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hay những nơi được xem là đã đạt miễn dịch cộng đồng. Hiện chưa rõ nguyên nhân do biến thể này có khả năng né miễn dịch hay do tính chất siêu lây nhiễm vốn có của biến thể này hoặc kết hợp cả hai yếu tố. Tuy nhiên, thông tin tích cực là một số loại thuốc chống virus, chẳng hạn như Strovimab hay Monoprevir đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng ở những người mắc COVID-19. Quan chức chính phủ Nhật Bản vừa cho biết các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại tòa nhà ở thành phố Osaka đã không thể sử dụng lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà. Và chính lẽ đó, nhà chức trách đã yêu cầu kiểm tra hàng chục nghìn tòa nhà khác có cấu trúc tương tự. Theo điều tra sơ bộ, vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 17 tháng 12 tại tòa nhà ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản là do hành vi phá hoại. Theo đó, lửa bùng phát sau khi một đối tượng nam đến phòng khám bệnh ở tầng 4 của tòa nhà, mang theo một túi đựng chất lỏng dễ cháy đến gần và đá túi này về phía lò sưởi. Theo NHK, đối tượng trên là một bệnh nhân của phòng khám và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, dựa trên các dấu vết còn lại trên hiện trường, cảnh sát cho rằng ngọn lửa bùng phát gần cầu thang bộ và đây cũng là lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin này, Bộ trên cũng đã yêu cầu các sở cứu hỏa trên cả nước thanh tra khoảng 30.000 tòa nhà thương mại cao tầng có thiết kế chỉ một lối thoát hiểm tương tự như tòa nhà bị cháy ở Osaka. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản sau vụ phóng hỏa phá hoại một xưởng phim hoạt hình ở Kyoto năm 2019 khiến 36 người thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn khác năm 2001 xảy ra tại tòa nhà nằm ở quận Kabuchiko, thủ đô Tokyo cũng đã khiến 44 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.